trời. An toàn giao thông là không gây tai nạn, dù cho đường đang đông, ý thức bên trong bạn. Trời tối hay là sáng, xe thường hay là sang, ai mà cẩn thận là sẽ nhận được bình an. Có khi nhanh một giây nhưng mà chậm cả đời, vì tôi tuân thủ luật sẽ là câu trả lời. Và dù đang vội vàng và đi làm có trễ, cũng nhớ đúng vào hàng, đừng để người khó dễ. Ok, Tám Bình An xin được gửi lời chào đến với tất cả bà con mình đang đến với một chuyến đề giao thông rất là đặc biệt, được bà con yêu mến trong suốt thời gian vừa qua, đó là giao lộ Bình An. Và cứ 10 giờ 50 phút trên đài phát thanh truyền hình Tây Ninh vào chủ nhật hàng tuần là chúng ta lại gặp nhau để có thể chia sẻ thật nhiều những cái câu chuyện về vấn đề giao thông đáng quan tâm. Mà em Tám cảm thấy rất là hạnh phúc khi ngày hôm nay ông Nam Cường chủ quán ổng đi đâu rồi, nên là em qua đây em giữ quán thế em mới có dịp được trò chuyện cùng với bà con mình hết chứ. Mà bà con ơi, lâu rồi á em không có nói chuyện với bà con, nhưng mà em vẫn nhớ cái menu đặc trưng của quán mình nha, được bà con rất là yêu thích. Mà cứ mỗi lần mà bà con tới đây nè, nào là bác tài nè, nào là khán giả nè, đều là hay gọi cái menu này lắm. Để em giới thiệu cái menu đặc biệt của quán em, bà con nào mà mới tới lần đầu tiên mình thưởng thức qua thử xem là có hợp khẩu vị của mình hay không nha. Đầu tiên sẽ là món khai vị với bác Tài ơi, kế đó sẽ là món chính với đi sao cho đúng về nhà an toàn, và cuối cùng món tráng miệng với ai sai ai đúng. Bây giờ thì còn chần chờ gì nữa hả? Mình chính thức thưởng thức menu của quán em nghe. Mấy ngày nay á hả, lễ nên là quán em á bán được dữ lắm luôn á bà con. Trời, không phải khoe chứ khách tấp nập á, em cảm thấy vui ơi là vui. Suốt ngày dọn dẹp lau chùi khắp mọi nơi, nhưng mà nó vui bởi vì ế ngồi mình buồn dữ lắm luôn á. Mà bữa giờ á mấy bác tài tới đây khoe với em á là nào là đưa khách ra sân bay, nào là chở khách đi chơi, rồi chở khách về quê, đi khắp mọi nơi, rồi vừa có thêm kinh tế mà vừa được đi lại khắp chốn nữa, nó thú vị gì đâu. Em nghe vậy em cũng cảm thấy mừng cho các bác tài, nhưng mà bên cạnh cái niềm vui á thì khi mà xe cộ chạy như mắc cưỡi thì cũng có những cái câu chuyện nó xảy ra làm cho các bác tài bức xúc. Hôm bữa đâu có bác tài kể cho em nghe về cái chuyện có một cô gái mà lưu thông trên đường theo cái kiểu điệu hủ ly sơn. Trời, em nghe em thấy cũng hấp dẫn dữ quá, mà không biết là kết cục của cái câu chuyện nó ra làm sao. Nên bây giờ em với bà con mình cùng coi thử nha, em mới tìm được cái câu chuyện đó đó. Chuyện là bác tài đang lái ô tô trên đường đông đúc thì từ bên trái một cô gái chạy xe máy xuất hiện, đã cho bác tài này một cú đường quý vị ơi. Theo dự biến cho camera hành trình ghi lại, một cô gái điều khiển xe máy tới đèn tín hiệu thì đánh lái sang phải như muốn sang đường. Sau một lúc chờ các phương tiện đi qua thì cô gái lại không rẽ nữa mà quay đầu xe rồi đánh lái rẽ trái. Đúng thời điểm đánh lái rẽ trái thì phía sau một ô tô đi tới khiến cô gái đổi ý phi xe đi thẳng. Tình huống tham gia giao thông của cô gái khiến bác tài lái xe ô tô phải ngỡ ngàng ngơ ngác, không hiểu cô gái này di chuyển như thế nào. Hay chạy xe máy mà dùng kế điệu hủ ly sơn thế này thì ai mà đỡ nổi cô gái ơi. Em xin em đẹp lung linh. Nhưng cái nết em kỳ quá. Trời đất ơi, nghĩ sao chạy xe mà chạy như vậy. Tôi nói thiệt chứ, dễ thương cỡ nào dễ thương, đáng yêu cỡ nào đáng yêu, mà em chạy xe theo cái kiểu mà đường nhà em thích chạy sao thì chạy, thích đánh võng, thích lạng lách, thích bẻ cua cụp đầu xe người ta, muốn làm gì làm, thì nói thiệt chứ không ai thương nổi luôn á. Chẳng hạn như cái câu chuyện tiếp theo sau đây nè. Bởi vậy đôi khi á, em nói thiệt á, người ta kêu á là phụ nữ chạy ra đường á, đôi khi làm cho tai nạn giao thông nó xảy ra. Có thể là vì cổ đẹp quá mọi người tập trung nhìn, nhưng có thể bởi vì cái nết chạy xe cổ kỳ quá nên xung quanh người ta muốn quay lại, người ta mắng cho à. Theo camera an ninh của một căn nhà bên đường chia lại, lúc này có một nhóm nữ sinh đang đứng bên kia đường. Không hiểu có chuyện gấp gáp hay không mà em học sinh chạy xe máy điện chở bạn phía sau bẻ lái quay đầu rất là vội vã. Đúng lúc này một chiếc xe tải chạy tới. Vì gặp tình huống bất ngờ, bác tài phải thắng gấp để tránh xảy ra va chạm. Và hậu quả là chiếc xe tải rít một vòng. Bác tài trong khoảnh khắc đó chắc giật mình muốn rớt tim ra ngoài mất. Nhưng giờ pha xử lý này mà không gây ra hậu quả nghiêm trọng. Còn hai thủ phạm chạy xe đạp điện thì vô tư quảnh mặt chạy xe rời đi một cách tỉnh bơ mà không hề dừng lại xin lỗi hay hỏi hàng bác tài. Thực sự tội nghiệp cho bác tài, muốn lái xe bình an mà gặp những em học sinh ngây thơ vô số tội này thì chỉ có bất an thôi.
ơi, quá trời quá đất. Hai cô gái thế nào về nhà cũng mét mẹ mét cha. Trời đất ơi, tài xế gì mà chạy xe kỳ cục quá. Người ta chạy ẩu người ta tông vô con. Dạ, mình chạy chắc hiền. Không uống nước là không có giảm được cái sự bức xúc luôn á. Mà khổ lắm. Đôi khi thật ra thì cũng thông cảm đi. Có những cái lúc mà chạy xe các cô, các anh cũng có một chút cái sự căng thẳng mất tập trung nào đó, nên có thể lạng chỗ này một cái, cụp đầu xe chỗ kia một cái. Nhưng mà nói gì nói chứ thông cảm không có nổi. Bởi vì rủi mà tai nạn xảy ra thì bản thân mình là phải chịu nè. Rồi những cái người xung quanh người ta có lỗi gì đâu, cái người ta cũng có thể là bị say sát, thậm chí là ảnh hưởng tính mạng sao. Nên nói chung là ra đường là phải tập trung cao độ, với lại chạy xe là phải đúng cách, không có mà sai một ly nó đi luôn một dặm á. Mình nói tới cái chuyện mà sai một ly đi một dặm, Tám có cái chuyện này kể cho bà con nghe nè. Cái gì sai một ly một chút xíu thì đôi khi cũng chấp nhận được. Nhưng mà cái chuyện sửa xe nghe, trời ơi, sai một ly nó đi luôn nguyên chiếc xe. Coi thử à, bà con biết liền cái tầm quan trọng của cái sai một ly là gì nè. Camera hành trình của một xe ô tô đang lưu thông đã ghi lại khoảnh khắc anh chàng sửa xe máy gặp sự cố với chiếc xe của khách. Chuyện là trong lúc đang kiểm tra thì bất ngờ chiếc xe vọt về phía trước. Theo quán tính, người thợ này cầm tay lái rồi cùng chiếc xe chạy trên đường một đoạn trước khi đâm vào vỉa hè mới dừng lại. May mắn anh chàng này không gặp tai nạn nghiêm trọng, cũng không va chạm với các phương tiện khác. Còn chiếc xe dường như đã bị kẹt tay ga nên mới xảy ra tình huống như vậy. Có thể thấy sai một ly đi một dặm, không chỉ phải đền bù thiệt hại cho chủ chiếc xe, mà lỡ như có va trúng vào ai thì anh chàng phải đền bù thiệt hại về sức khỏe của người ta nữa. Bởi vậy, cẩn thận là trên hết nha bà con ơi. Bởi vậy, trong cuộc sống không thể nào mà mình lơ đãng được. Đôi khi là mình lơ đãng một chút xíu thôi, cái hậu quả là mình phải trả bằng tiền. Thật ra không phải bằng tiền bà con, mà bằng rất là nhiều tiền. Chẳng hạn như là có nhiều bác tài chạy xe chở hàng rất là nhiều ở đằng sau, nhưng mà bằng một thế lực tâm linh nào đó, cái bác tài đã quên đóng cái cửa. Trời ơi, cuối cùng không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau cái màn quên khóa cửa xe đó. Có người thì rớt hàng, có người thì đền tiền những cái đồ mình chở, nhưng có người nhiều khi đền luôn cái xe á. Theo camera an ninh tại một con hẻm nhỏ ghi lại, chiếc xe tải chở hàng ôm cua trong ngõ thì bất ngờ gặp nạn. Do cánh cửa sau thùng xe không đóng lại, đã va chạm với tường nhà rồi bị gãy rơi ra đường. Chỉ vì quá bất cẩn và khi vào cua không nhìn gương mà tài xế đã phải trả giá cho sai lầm của mình. Qua tình huống này thì các bác tài cần lưu ý đóng cửa thùng xe cẩn thận trước khi điều khiển phương tiện lưu thông trên đường nha. Nếu không phải trong ngõ hẹp mà là đường quốc lộ, đường đô thị đông phương tiện thì cửa thùng xe có thể gây tai nạn cho những người xung quanh. Chưa kể hàng hóa trên xe rơi xuống đường cực kỳ nguy hiểm. Đó, hôm nay là em biết ý của anh Tính lắm rồi. Lúc nào cũng vậy, em không có cho nhiều đường đâu, nên là anh yên tâm uống nước cam tốt cho sức khỏe. Em mời anh Tính mình vừa thưởng thức mình vừa nói chuyện với lại bà con nha. Chào bà con, bây giờ là mình lại đến với chuyên mục tiếp theo rồi. Bà con ơi, ở cái chuyên mục đi sao cho đúng này á, Tám em thấy là bà con mình thích dữ lắm mà ngang. Mỗi lần mà liên lạc về mà kể chuyện cho Tám nghe đó là toàn nhắc tới mấy anh luật sư, mấy chuyên gia. Trời ơi, sao nói chuyện hay quá, biết nhiều thứ quá. Nhờ coi cái chuyên mục này mà tôi đi đường an toàn hơn, tôi biết nhiều thứ hơn để bảo vệ cho tài sản của mình. Trời, em nghe vậy em cũng cảm thấy động viên dễ sợ. Nên là ngày hôm nay mình gặp lại luật sư Nguyễn Trung Tính của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đến với một chủ đề mà bà con mình cũng sẽ rất quan tâm chào coi. Tôi cũng xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Chào bà con. Anh Tính ơi, hôm nay chủ đề của mình sẽ là nói về cái chuyện mà đập cửa kính ô tô trộm tài sản. Trước khi mà mình bắt đầu câu chuyện với những cái khía cạnh bí ẩn nằm ở đằng sau mỗi một cái vụ trộm cắp như vậy, thì mình phải coi qua một cái đoạn clip cái đã về cái tình hình thực tế. Mời bà con mình cùng xem nha. Đây là hiện trường chiếc xe ô tô đã bị kẻ xấu đập tung cánh cửa để trộm tài sản. Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 4 tháng 4, một người đàn ông điều khiển chiếc xe Peugeot đến một ngân hàng tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để rút tiền.
sau đó gửi đây để tiền trong xe, rồi điều khiển đến đậu ở trên đường Lê Thánh Tông, thành phố Buôn Ma Thuột và vào tiệm cắt tóc. Lúc này, một đối tượng nghi đã theo dõi từ lúc chủ xe vào rút tiền, dùng vật cứng đập vỡ kính ô tô lấy đi nhiều tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng. Khi phát hiện xe bị đập phá, tài sản đã bị lấy đi, chủ xe đã trình báo công an thành phố Buôn Ma Thuột để làm rõ vụ việc. Coi xong những cái hình ảnh vừa rồi thì em thấy rõ ràng là anh tài xế này hình như anh bị theo dõi rồi, nên là mới dễ dàng chủ quan để bị trộm mất tài sản ở bên trong chiếc xe hơi đang đậu như vậy. Còn anh thì anh nghĩ sao anh Tính? Thông qua tình huống này thì chúng ta thấy rằng đối tượng này đã theo dõi từ cái lúc mà anh này từ chỗ ngân hàng rút tiền ra bỏ lên xe. Rồi đối tượng này quan sát anh này sơ ý là có bỏ tiền lại trên xe. Yeah. Thì đối tượng này mới theo dõi, mới đập cửa kính ô tô lấy tiền. Chứ bản thân còn câu chuyện nếu như những người khác bình thường thì đối tượng này đâu có đập ô tô bình thường đâu. Yeah. Tại vì bản thân ô tô nhiều khi nó không có gì trong đấy. Đúng rồi. Mà vô tình chung chúng ta đập phá ô tô người khác là chúng ta bị xử lý hình sự nữa. Đó, nên chúng ta thấy rằng trong câu chuyện này thì bản thân cái anh chàng này anh cũng rất là vô ý. Dạ, mà nếu như cái trường hợp mà cái kẻ trộm vừa rồi á mà bị bắt giữ thì sẽ bị xử phạt như thế nào hả anh? Thì hành vi lấy tiền trong trường hợp này được xem là cái hành vi trộm cắp tài sản. Tức là việc đang lợi dụng cái thời điểm là cái chủ xe này đang đi vào tiệm hớt tóc, không có ai ở đó trông coi, mới đập cửa kính ô tô lấy tiền đi thì người ta xem là trộm cắp tài sản. Thì giá trị trộm cắp tài sản theo quy định của luật là chúng ta trộm cắp từ 2 triệu đồng trở lên là cũng đã là bị xử lý hình sự rồi. Đó, thì trong trường hợp này thì số tiền theo như nội dung thì cũng khá là lớn. Do đó cái đối tượng này có thể đối diện với câu chuyện là bị xử phạt vi phạm về hình sự. Còn mức xử phạt vi phạm hình sự như thế nào thì sẽ phụ thuộc vào cái số tiền mà người đó trộm cắp là bao nhiêu. Ví dụ như trộm cắp là 100 triệu đồng thì cái mức xử phạt hình sự nó sẽ khác. Nhưng mà giả sử từ 500 triệu đồng trở lên thì chúng ta thấy rằng đã bị kịch khung. Tức là theo khoản 4 của cái tội trộm cắp tài sản đó, nếu những ai trộm cắp từ 500 triệu đồng trở lên thì sẽ bị xử phạt từ 12 năm tới 20 năm tù. Đấy, chúng ta thấy rằng cái mức xử phạt rất là cao. Dạ. Vì vậy chúng ta thấy rằng một khi mà xâm phạm đến câu chuyện là tài sản, lợi ích vật chất của người khác mà thông qua một cái thủ đoạn là không đúng pháp luật thì chắc chắn rằng sẽ bị xử phạt rất là nghiêm khắc. Nghe tới đây thì em cũng thật sự ngỡ ngàng á, bởi vì em không nghĩ là cái mức hình phạt lại cao như vậy. Nhưng mà phải như thế chứ thì mới có tính răn đe, chứ còn không thì trộm cắp khắp nơi sao được. Mà nói về cái chuyện này, em nghĩ là các bác tài xem xong thì bác tài nào cũng tự nhiên cảm thấy lo lo. Lo lo thì sẽ bắt đầu phải nghĩ tới cái cách để phòng ngừa. Họ sẽ tìm xem là có những cái thủ đoạn nào thường xuất hiện mà sẽ có thể gây hại và cảnh báo cho một cái cuộc trộm cắp xảy ra với bác tài. Trên thực tế thì những cái phương tiện mà chúng ta tham gia giao thông ngoài đường đó, thì ví dụ giả sử ô tô thì chúng ta sẽ bỏ được đồ đạc rất là nhiều. Thì cũng có nhiều trường hợp là nhiều đối tượng lợi dụng theo dõi. Có nhiều trường hợp là tôi quá trình tiếp xúc thực tế và có quá trình làm án thì tôi thấy rằng là có nhiều trường hợp là đi mua kim cương xong đối tượng theo dõi vào tới tìm kim cương luôn. Mua xong là thấy đối tượng này có một hộp kim cương bỏ trên xe, xong đối tượng đi theo. Nhân cái lúc cái người chủ xe họ đang dừng xe để mà đổ xăng, đối tượng đi theo cướp giật. Giật trực tiếp từ trên cái người luôn. Do đó chúng ta thấy rằng trên thực tế thì khi mà chúng ta tham gia điều khiển ô tô thì chúng ta thấy cảm giác chúng ta rất là an toàn. Đúng. Tuy nhiên trên thực một vài tình huống thì chúng ta thấy rằng vô hình chung chúng ta lại tạo cái câu chuyện là cho những đối tượng cướp giật, những đối tượng trộm cắp, họ có cái sự chú ý. Đấy, và đặc biệt là họ sẽ chú ý những nơi mà nhạy cảm, ví dụ ngân hàng, những cây ATM hoặc những nơi mà chúng ta mua vàng bạc đá quý. Yeah. Hoặc thậm chí có nhiều trường hợp là họ lợi dụng cái câu chuyện là cái người chủ xe lơ là, mất cảnh giác để mà thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật. Vì vậy chúng ta là những chủ xe, những người điều khiển phương tiện giao thông thì chúng ta cần hết sức phải lưu ý. Đó là ví dụ giả sử những trường hợp nào, ví dụ như trong trường hợp vụ việc này đi, nếu như không cần thiết quá mà chúng ta không cần phải vào tiệm cắt tóc liền đó, thì chúng ta có thể đem tiền về nhà hoặc là đem tiền giao cho người khác. Đúng hoặc rồi. Là chúng ta đưa vào két sắt chúng ta giữ. Dạ. Thì chúng ta quay lại cắt tóc cái tội gì. Chúng ta giả sử thôi, trong trường hợp nếu như mà không có việc trộm cắp xảy ra nhưng mà rỗi chiếc xe này nó cháy thì sao?
Đó, giả sử nó chập điện, nó nổ bình xăng, nó cháy thì sao? Đó, chẳng may nó cháy thì sao? Thì lúc này rõ ràng chúng ta đâu thể đổ lỗi cho ai được. Và đâu đổ lỗi câu chuyện là người khác trộm cắp được, mà chính bản thân chúng ta sơ ý nên mới dẫn câu chuyện là hậu quả là chúng ta bị mất tiền, mất tài sản. Nãy giờ chúng ta chưa nói tới cái sự hỗ trợ từ những người xung quanh. Thật ra thì bà con cũng biết rồi đó, hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau, hoặc là nhiều khi không phải là hàng xóm của mình đâu, nhưng mà mình mà có cái tinh thần cảnh giác á, là mình có thể giúp được cho nhiều người lắm. Như trong cái câu chuyện vừa rồi á, rõ ràng là tên trộm canh me ha, rồi xong sau đó tiếp cận ha, rồi đập ô tô ha, rồi xong rồi lấy tiền ở bên trong ha. Cái khoảng thời gian đâu có ngắn đâu, đúng không anh Tính? Vậy mà xung quanh không ai biết hết trơn. Vậy mà xung quanh không ai cản hết trơn, cũng không ai báo gì cho chính quyền địa phương hết trơn. Coi như là cái câu chuyện diễn ra mà không có sự hỗ trợ từ những người xung quanh. Cái việc này em thấy đúng là nó đáng tiếc vô cùng luôn ạ. Như vậy thì nếu mà có một cái lời khuyên cho tất cả mọi người để chúng ta có thể cùng hỗ trợ, bảo vệ cho nhau trong cuộc sống để tránh những cái tình huống đáng tiếc, mất mát hay là trộm cướp xảy ra, thì anh sẽ khuyên như thế nào ạ? Tôi đặt cái trường hợp thứ nhất, đó là tên trộm này cực kỳ chuyên nghiệp. Họ theo dõi, họ bám theo chiếc xe đó nhưng không ai biết cả, kể cả cái người chủ phương tiện, chủ chiếc xe đó cũng không biết. Thì bản thân những người dân xung quanh họ cũng không thể nào biết được cái đối tượng này là đang bám theo chiếc xe này để mà trộm cắp. Đó là trường hợp thứ nhất. Còn trường hợp thứ hai là có thể là chúng ta thấy rằng ở nơi đó là nơi đông đúc người, đông đúc dân cư, và câu chuyện cái thời gian xảy ra rất là lâu, rất là dài, và cái đối tượng nó có cái đủ thời gian để tiếp cận chiếc xe, đủ thời gian để xem coi ngó tình hình xung quanh như thế nào. Thì rõ ràng lúc này chúng ta cũng phải cần đặt ra cái trách nhiệm của những người xung quanh. Nếu như họ thấy một cái đối tượng lạ mặt như vậy quanh quẩn bên chiếc xe, dòm ngó, rồi có những hành vi bất thường, thì chắc chắn một điều rằng họ cũng phải báo cho cái người chủ xe biết, hoặc báo cho những người có chức năng, nhiệm vụ ở địa phương để họ kịp thời cảnh giác. Thì trong trường hợp này chúng ta phải đặt ra nhiều cái giả thuyết như vậy để chúng ta xem xét, đánh giá thử xem là những người xung quanh họ có trách nhiệm hay không. Chứ nhiều khi chúng ta chung quy hết lại, chúng ta nói rằng họ sẽ chịu trách nhiệm thì cũng không được. Và thứ hai nữa là chúng ta thấy rằng thông thường những người ngoài đường, những cái việc gì mà không liên quan tới họ đó thì họ thường không quan tâm, sợ liên lụy, sợ trách nhiệm. Do đó chúng ta thấy rằng là cần cũng phải nâng cao thêm cái ý thức, cái tuyên truyền cho những người dân để họ thấy được rằng là câu chuyện nào tốt, câu chuyện nào góp phần bảo vệ an ninh trật tự xã hội thì chúng ta sẽ làm. Còn những câu chuyện nào mà vô hình chung nó là xấu, nó là không đảm bảo, hoặc là nhiều khi nó xâm phạm đến tính mạng sức khỏe của mình. Bởi vì có nhiều trường hợp là cũng mong muốn xuất phát từ ý tốt, nhưng mà vô hình chung là bị cái tên trộm kia nó trả thù rồi sao? Đó, nên thành thử ra chúng ta cũng cần phải hết sức là cân đo đong đếm cái chuyện nào có thể hỗ trợ được, nào chuyện nào không hỗ trợ được thì chúng ta cân nhắc. Dạ, và qua câu chuyện ngày hôm nay thì có lẽ là điều mà chúng ta sẽ rút được cái kinh nghiệm đó là tiền bạc thì đừng hớ hên, tài sản của mình thì tốt nhất mang về nhà. Còn nếu như mà dọc đường mà chúng ta cứ dừng lại rồi chúng ta đến những cái nơi mà đặc biệt như là rút tiền ngân hàng, mua trang sức đá quý chẳng hạn, thì cái khả năng chúng ta bị theo dõi là có đó. Nên hãy nâng cao cảnh giác trong cái vấn đề này. Mà gặp chuyện bất bình thì bà con cũng hy vọng là chúng ta sẽ lên tiếng để bảo vệ nhau trước những cái mối nguy, để người người nhà nhà đều có một cái cuộc sống thật là an toàn, tài sản có bị mất mát nha. Xin được cảm ơn anh Tính rất là nhiều đã đến với quán cà phê của em ngày hôm nay. Hy vọng là quán cà phê Bình An sẽ thường xuyên được đón anh Tính nha. Vâng, cảm ơn Tám. Và lời khuyên cuối cùng cho Tám là đừng có để tiền nhiều ở quán nước. Thật ra thì dạ nhiều thứ em có, chỉ tiền là không, thưa anh Tính. Em mời anh Tính uống nước. Bà con ơi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chương mục tiếp theo, về nhà an toàn nha. Về nhà bình an, hạnh phúc luôn bên bạn như nơi chốn thiên đàng. Oh yeah, dù tàn hay là sang thì ý thức cũng là vàng, chúc tất cả bình an. Ý ý anh ơi, anh ơi, cái nguyên cái cây sắt, nguyên cây sắt nó đổ cái cây nhà em nó... rồi xong nó đổ rồi đó. Rồi ok, ổn, em ổn. Dạ em ổn. Khổ lắm bà con, em mở cái quán cà phê ở ngay cái lề đường nên á là em nghĩ là một cái lề nó cũng rộng mà ta, như vậy thì đâu có chuyện gì nguy hiểm xảy ra. Vậy mà từ bữa tới giờ khổ thân em lắm, mấy cái cây kiển để ngay ngoài cửa quán đó, mấy bác tài chạy xe xích lô nè, chạy xe ba gác nè, chạy xe chở hàng nè, chở đồ cồng kềnh dữ quá. Rồi á hả, có hôm cái gì nguyên cái cây sắt đó, vừa rồi nguyên một cái cây sắt quá trời dài, cua qua một cái nguyên cái đuôi cây sắt nó đập vô trong mấy cái cây kiển nhà em,
đổ bể hết trơn. Bữa giờ em thay mấy chậu rồi. Mà khổ lắm, cái tình trạng này xảy ra khá là thường xuyên, xuất hiện khá là nhiều ở cái khu vực nơi mà cái quán cà phê em nè. Mà em nghĩ là đây là cái câu chuyện mà không phải chỉ gây ra cái sự tổn thất về đồ đạc đâu, mà thậm chí đôi khi nếu như những cái cây sắt, những cái đồ đạc đó mà nó va quẹt vào những người xung quanh thì sao? Rồi nó chắn tầm nhìn của những cái xe khác, không có di chuyển được, thì chuyện gì nó xảy ra đây? Bởi vậy đây là một trong những cái vấn đề thực trạng rất là đáng quan tâm. Em mời bà con của mình cùng theo dõi qua nha, để thấy đây là một trong những cái vấn đề phải giải quyết sớm, nếu không thì hệ lụy là khôn lường luôn á. Những chiếc xe bếp cũ nát, trơ khung, không kính chiếu hậu, không đèn vẫn thường xuất hiện trên các tuyến đường. Nguy hiểm hơn khi những chiếc xe này thường dùng để vận chuyển hàng hóa cồng kềnh hoặc vật nhọn nguy hiểm, khiến không ít người đi đường ngán ngẩm. Chúng tôi gặp một số khó khăn. Thứ nhất là các phương tiện mà chở hàng hóa cồng kềnh thường là những xe coi như cũ nát. Nên sau khi mà chúng tôi dừng xe kiểm tra thì người điều khiển thì thường hay bỏ đi và không hợp tác. Qua đó, do đó mà coi như để mà dẫn đến tình trạng là xe tồn cũng như là coi như không đến xử lý sẽ nhiều. Mặt khác là coi như là nhiều trường hợp là sau khi vi phạm xong thì cố tình nêu ra lý do là coi như do đổ hoàn cảnh cũng như khó khăn. Không ít người tránh né các xe quá khổ này từ xa nhưng rủi ro vẫn rất lớn. Những phương tiện này gần như đã thay đổi hoàn toàn yếu tố kỹ thuật, cải tạo sang phương tiện chuyên chở, không đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường. Nhưng khi bị lực lượng chức năng xử lý, chủ phương tiện vẫn tỏ thái độ không hợp tác hoặc đổ cho hoàn cảnh khó khăn vì mưu sinh nên đành chấp nhận. Thật ra thì do hoàn cảnh gia đình nó khó khăn, một mình tôi thì phải nuôi hai đứa con, một đứa học lớp 7, một đứa học lớp 4. Nếu mà có đi làm thuê cho doanh nghiệp nào đấy thì thu nhập cũng chỉ được 6-7 triệu thôi, thì cũng không thể cải thiện được cuộc sống hiện tại. Ngoài là có công kênh nhưng mà gọi là một ít thôi, chứ không phải sắt dài độ 6-7 mét, 11 mét. Thực tế, những phương tiện xe tự sản xuất lắp ráp luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, và cũng không ít trường hợp tai nạn đau lòng đã xảy ra khi va chạm với loại phương tiện này. Chính vì vậy, luật giao thông đường bộ năm 2008 có hình thức xử phạt đối với người vi phạm. Theo quy định của pháp luật về giao thông năm 2008 thì quy định trong những cái trường hợp chở hàng hóa cồng kềnh và vấn đề xử lý vi phạm hành chính về vấn đề này thì pháp luật chỉ quy định cái mức xử phạt chỉ là từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng và tước giấy phép lái xe từ 2 cho tới 4 tháng. Còn nếu như trong trường hợp mà cái phương tiện chở hàng cồng kềnh không đủ tiêu chuẩn lưu thông thì sẽ bị xử lý tịch thu. Bên cạnh việc tuần tra xử lý nghiêm, các lực lượng chức năng cần rà soát các đối tượng chính sách, đồng thời yêu cầu các cơ sở, các cửa hàng không dựng chế xe ba bánh, lắp đặt thiết bị chuyên chở trên xe máy, tuyên truyền sâu rộng để người dân hiểu rõ hành vi vi phạm. Nhanh quá bà con mình ha, mới gặp nhau đây, bây giờ là đã đến lúc mình cùng nhau đến với chuyên mục Ai Sai Ai Đúng rồi. Có nghĩa là chúng ta đang thưởng thức món tráng miệng của quán cà phê Bình An của em. Thì đến với cái món tráng miệng này, em thấy là nhiều bà con của mình cũng ưng cái bụng dữ lắm luôn. Bởi vì mình sẽ được tham gia một cái thử thách nhỏ nhỏ và xem thử là mình có vượt qua thử thách để nhận được quà của giao lộ Bình An hay không. Sẵn sàng chưa bà con? Mình cùng xem qua nha. Trên cao tốc Nội Bài Lào Cai, tại đoạn đường sát giải phân cách, chiếc SUV màu đen đột ngột dừng lại, bật xi nhan gần lối ra. Lái xe gắn camera hành trình đi ngay phía sau kịp thời phanh gấp, không va chạm với xe phía trước. Nhưng chiếc xe thứ ba từ phía sau không kịp xử lý tình huống, đâm mạnh vào xe gắn camera hành trình, đẩy xe này hút vào xe đầu tiên gây tai nạn liên hoàn. Nhanh chóng gửi đáp án về cho quán cà phê của em tại địa chỉ email là giaolobinhan.ttv11a@gmail.com, hoặc là bà con cũng có thể trả lời trực tiếp vào fanpage của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh luôn. Ai mà mình trả lời nhanh mà đúng nữa là sẽ có quà từ chương trình đó nha. Nên là rất mong bà con mình nhanh tay lên nào.
Đến đây thì thời gian cho cái buổi trò chuyện tại quán cà phê Bình An của em cũng đã hết rồi. Tám Bình An em rất là cảm ơn bà con đã luôn dành thời gian quan tâm và hẹn hò cùng với lại chủ quán vào lúc 10 giờ 50 phút Chủ nhật hàng tuần trên đài phát thanh truyền hình Tây Ninh để mình nói chuyện với nhau về vấn đề giao thông, để mình cùng mang đến cho nhau những cái lời động viên hãy lưu thông thật là an toàn, đảm bảo cho bản thân mình và những người xung quanh lúc nào cũng về nhà thiệt là bình an. Còn bây giờ thì em Tám Bình An xin được nói lời chào tạm biệt bà con nha. Hẹn gặp lại bà con vào tuần sau. Nhớ mình gặp nhau để trò chuyện tiếp bà con nha. Xin chào.